Con tên là Hải Hải đó. Hải Đăng. Nói Con tử tên là tế. Hải Đăng. Con tên là Hải Đăng. Đứng Con nghiêm học chỉnh lớp. nào. Con học lớp. Con học lớp 5 tuổi B. Trường mầm non. Trường mầm non Đại Quá. Sau đây con xin kể câu chuyện. Sơ tinh thủy tinh. Hùng vương năm thứ 18. Có một người con Đồng. gái tên là Mỹ Nương. Mỹ Nương Và sinh bé nhật tuyệt khỏi trần. Cha em Mỹ Nương rất mực. Một gái con trong, một người cháu xứng đáng. Một hôm có hai chàng trai đến, đến chậm cầu hôn. Một chàng ở vùng núi cao tên là Sơn Tinh. Một chàng ở vùng núi nước biển tên là Thủy Tinh. Anh đại nhà tài giỏi. Nhưng không biết lựa chọn ai. Nhà ưa thách đố. Nếu ai đang có suy nghĩ đến đây trước, ai sẽ có cưới con ta. Hai chàng tôi suy nghĩ gì ạ? Một chàng bán cơm nếp, một chàng tiệm bánh chưng, mỗi chỉ nhà là chỉ cưa ở chỉ đường ba mỗi chỗ một thôi. Sáng hôm sau Sơn Tinh mang lễ vật đầy đủ đến trước, rước Mỹ Nương về núi. Thủy Tinh đến sau không thấy được vợ, thức dậy hô mưa gọi gió, đùng đùng nổi dậy. Đùng đùng nổi giận. Hôm mưa gọi gió thành thành cơn bão. Cho cháu tự ấy. Đông nhiệt cả đất trời. Thành thành con cháu. Thành gì? Thành con cháu ngồi đánh bành trên thần biển. Thành con cháu ngồi đánh bành trên trên đất. Trên biển nữa. Biển nữa. Biết rồi. Phải gọi quân. Đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh bốc từng quả rồi làm thành là thành dây núi, rơi từng dây núi. Kể cháu, ba cứ kể cho cháu tự nói. Anh trái mỏ liệt chê phải rút quân về. Có thể đến đây hết. Rất là khó.